tin thị trường tiền điện tử ngày 16 tháng 8 năm 2022. 1. Chính quyền Hà Lan bắt giữ nghi phạm là nhà phát triển Tornado Cash. 2. Nga dự tính triển khai áp dụng đồng rút kỹ thuật số với tất cả các ngân hàng vào năm 2024. 3. Ứng dụng thanh toán BigPay của Brazil kết hợp với Paso ra mắt tính năng giao dịch tiền điện tử. 4. Cổ phiếu khai thác Bitcoin ghi nhận mức tăng khổng lồ trong 30 ngày qua bất chấp thị trường ảm đạm. 5. Tại sao ngày 15 tháng 9 năm 2022 sẽ là một ngày lịch sử đối với lĩnh vực tiền điện tử? 6. Số người làm việc trong ngành blockchain tăng gần 80% mỗi năm. 7. Revolut nhận được sự chấp thuận theo quy định để cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho 17 triệu khách hàng châu Âu của mình. 8. Tornado Cash tan rã giữa các lệnh trừng phạt. 9. Thị trường tiền điện tử có thêm hơn 700 đồng tiền mới trong quý 3 cho đến nay bất chấp sự biến động. 10. Dự luật mới của Brazil muốn mã hóa vàng được khai thác trên blockchain. 11. Tương tác xã hội tiền điện tử toàn cầu tăng hơn 450% trong 2 năm bất chấp thị trường đi xuống. 12. Địa chỉ cá voi trong kỷ nguyên ICO của Ethereum chuyển 145.000 ETH tuần trước khi hợp nhất. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thấy video hay, bổ ích vui lòng đăng ký. Theo dõi kênh để cập nhật những video mới.